Mày thật. Con. Bạt cái chiếu thì rõ rã đó. Mày gồ mọi người. Phòng thủ đấy. Ấy. Con. Như vậy lối cảm lưới của Bình Thương điểm cho Phúc Sơn 20-17. Giờ chân lên bè chân lên trang rồi lâu. Đánh bóng tốt. Điểm cho Đình Sơn 7-10. Phòng thủ rất hay của Văn Hùng. Rất hay. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hay. 13 đều. Lưỡi đấy. You can see it be intoxicating your energy.
tốt. Biên hai của Thành Sơn ghi điểm 18. Đánh bóng tốt. Trời. Bạch cái chiếu gì đó rã đó. Anh em nào xem thầy mơ thì có thể bấm lại chất lượng video trên máy của mọi người. Phòng thủ rất hay. Để cổ Văn Hùng biết một bảo ngọc vẫn còn biết một vẫn còn ai đây Hoàng Anh và xử lý an toàn chuẩn bị rất hay. Chấn như này chơi.